Đạo diễn Quách Bảo Sương, Lưu Quyên. Biên kịch Lưu Thụ Sinh. Chế tác Triệu Thục Anh. Với sự tham gia của các diễn viên Đoàn Dịch Hoành trong vai Dương Thiền, Thích Di trong vai Kim Thục, Tổ Phong trong vai Kiến Du, Từ Kỳ Văn trong vai Hằng Nga, Nghe Đại Học trong vai Sở Dương, Phòng Tử Bân trong vai Ngụy Huệ Dương, Trương Chí Trung trong vai Sử Thái Hạo, Lưu Đống trong vai Hàn Dương, Mã Nham trong vai Hiếu Công, Lưu Tiếu trong vai Cơ Trình, Ngụy Chấn trong vai Hứa Qua, cùng một số diễn viên khác. Phim Quỷ Cốc Tử. Tập 4. Muội từng nói, chỉ cần nơi sâu thẳm nhất trong lòng huynh có muội thì không ai có thể làm tổn thương được muội. Rồi có một ngày, cách mục tiêu của ta càng gần sẽ càng làm tổn thương muội. Tổn thương thì thế nào? Không có bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì có thể ngăn được tình cảm muội với huynh. Tốn! Tốn! Hay quá! Hay quá. Ta bị làm sao vậy? Không lẽ ta đã sợ rồi sao? Từ nhỏ mỗi lần ta cảm thấy trong lòng xáo động, ta đều chảy máu mũi. Đã rất nhiều năm không bị như vậy rồi, hôm nay rốt cuộc sao vậy? Thiền ca. Thiền ca. Thiền ca. Sao huynh lại tới đây vậy? Huynh lại chảy máu mũi nữa sao? Huynh không đi uống rượu ăn mừng cùng với mọi người
cũng không nhận Ngụy Dương ban thưởng. Một mình ở đây làm gì? Từ sau khi ta 10 tuổi thì không biết quán sợ là cảm giác gì. Hôm nay thì ta sợ rồi. Quỳnh sợ cái gì? Ta sợ mất đi muội. Muội từng nói chỉ cần nơi sâu thẳm nhất trong lòng huynh của muội thì không ai có thể làm hại được Hằng Nga. Rồi có một ngày cách mục tiêu của ta càng gần hơn sẽ càng làm tổn thương muội. Sao có chuyện đó chứ? Chúng ta có duyên không phận. Chỉ có duyên huynh muội, không có duyên tình yêu. Tổn thương thì thế nào? Không có bất kỳ người nào, bất kỳ việc gì ngăn được tình cảm của muội với huynh. Duyên phận có là gì đâu. Dù cho ông trời và vận mệnh định sẵn chúng ta không thể ở bên nhau cả đời thì muội cũng muốn nắm lấy khoảnh khắc hạnh phúc như chớp đó cùng với huynh, được yêu thương nồng nhiệt. Nước này không người nào dám ở trên lãnh thổ của nước ta. Con mình bắt chước giống thật đó. Sỉ nhục vua ta, ức hiếp dân ta. Hay lắm, hay lắm. Là quân nước giờ mới nhận ra sao? Nè, ta đứng trước sự hèn hạ của Sở Dương, nhưng kính Hằng Nga nào của nhà Ngụy, kính Hằng Nga, mọi người đều có thể đứng lên đi. Đứng lên nào. Đứng lên, 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 tự do. Em bắt chước người khác đoán lại nha. Giống đó. Sao huynh không bắt chước mình đi? Phải đó. Bắt chước cái dáng vẻ nhát gan của huynh. Để ta. Ê, giải tán hết đi. Giải tán, giải tán. Đi, 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 đi. Hay, hay lắm. Hằng Nga, Hằng Nga. Sau buổi tiệc rượu, huynh nói chuyện với lại Đại Dương. Huynh cầu xin chuyện gì vậy hả? Giống lắm đó. Đâu có vậy. Ta muốn góp phần làm lớn chuyện hơn nữa. Huynh không muốn làm cái gì nữa. Phải làm sao đây mới được chứ. Thiệt không nên tới đây mà. Anh Cường Dương Thiên này đúng thiệt là bị điên rồi mà. Làm sao đi hả? Làm sao đi? Bây giờ không đi thì đợi lúc nào? Ta không muốn chết đâu. Mình nói thử coi. Lúc đó mình đang y như vậy. Đúng thiệt. Ta chỉ nói với Quỳnh, đừng nói dài khác. Được. Coi kìa, coi kìa. Ngụy Đại Dương triệu kiến ta vào nói, mỗi năm vào lúc này Chu Thiên Tử đều sẽ mời chư hầu của các nước tụ hội lại săn bắn. Ta muốn đi cùng với Ngụy Đại Dương xem thử, mở rộng kiến thức. Đại Dương đồng ý rồi sao? Hiếu Công cũng đã hứa với ta, chỉ cần giúp cho thương gia Ngụy hoàn thành việc giải quyết buôn bán tơ lụa là Ngụy Dương sẽ để cho ta làm
tùy tùng. Ý, ý, đây là chuyện tốt mà. Chúc mừng huynh nha. Nhìn kìa, nhìn kìa. Hai người nói gì vậy? Ừ? Có ý đồ gì xấu phải không? Tiếp đi. Hả? Là chuyện tốt. Tiếp. Không có gì. Không có. Không có gì. Là chuyện tốt thôi. Lúc nãy còn nói chuyện tốt mà. Chuyện gì? Ê, Hứa Hoa kìa. Mẹ, con đã trở thành một con sói thật sự rồi. Mẹ, đã tìm được kẻ thù rồi. Con sẽ trả thù cho mẹ. Chu Thiên Tử xuất hành săn bắn. Dũng sĩ Chu Đô tướng quân Cơ Trình cùng các chư hầu săn bắn cùng đại dương. Những người không liên quan tránh ra. Trong mấy năm qua, ta che giấu danh tính, trà trộn vào nước Chu, được sự tín nhiệm của Chu Dương, đã trở thành dũng sĩ tướng quân, có thể tùy giá cùng đại dương và các chư hầu. Chỉ cần ta hành động theo kế hoạch, khoảng thời gian này, Nghệ Thủ Doanh không cần ẩn nấp trong bóng tối. Ngày Nghệ Thủ Doanh trở thành vũ tế của thiên hạ, ở trong tầm tay. Đại Dương. Sở Dương tới. Con mồi bình thường không hiếm gì. Lần này bổn vương chọn một con mồi ngon hơn là nô lệ nhà Chu. Những nô lệ này dũng cảm mạnh mẽ, sao còn chưa bắt đầu săn bắn? Dương thượng còn đang đợi cái gì? Dương thượng, Sở Dương lấy nô lệ làm con mồi, chuyện này rất trái với đại đạo. Mẫn, được khiêm tốn như vậy, nếu khanh không hành đại lễ, quả nhân còn quên rằng ai mới là thiên tử đó. Dương thượng quá lời rồi, Lạc Ấp vẫn là Dương Đô, thiên hạ chỉ có một vua, lệnh của thiên tử ai dám không nghe. Chỉ có Mẫn Dương để hiểu quả nhân thôi, những người khác chưa chắc đều nghĩ như vậy đâu. Hôm nay chư hầu bảy nước đã tới đủ, làm sao quỷ được. Chu Dương đang bệnh, bổn vương thay thiên tử hạ lệnh, thấy thế nào? Vậy thì nhờ vào Dương thúc vậy. Thank you.
Mẫn Dương Điệp, món quà lớn ta tặng tại sao không nhận? Ngươi nghĩ có phương pháp dịch tơ làm bù hộ mệnh thì có thể cứu bọn tiện nô đó. Ta sẽ không nghe một câu họ nói. Ta muốn chư hầu thiên hạ và các ngươi cùng săn bắn với thiên tử, khiến bọn tiện nô đó lần lượt từng người tàn sát tất cả. Không phải đi săn bắn mà là trả thù. Mấy năm nay Dương Thiện luôn đi tìm kẻ thù của mình, Cơ Trình. Cơ Trình trà trộn Chu Đô, được sự tín nhiệm của Chu Dương, lừa dối thiên hạ, loại bỏ được cựu tướng dũng sĩ Cơ Phong, trở thành dũng sĩ tướng quân mới của Chu Đô. Dương Thiện đã giấu ta, mà mưu tính kế lập kế hoạch trả thù. Dương Thiện không phải đi săn bắn mà là trả thù. Thả nô lệ ra. Các huynh đệ chạy theo hướng lá cờ Dương. Tới lá cờ đó thì chúng ta tự do rồi. Cuộc săn bắt đầu. Cơ Trình, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Ta nhất định tìm cơ hội giết ngươi. Tử bố, cứu tôi! Tử bố, tử bố, Dương Thượng kêu chúng ta săn bắn, nói bắn được thú dữ sẽ được tự do. Có thật không? Họ buộc chúng ta để lại y phục, ngược hướng gió xuống núi. Trước mặt hướng bắc chính là con sông, nhưng ngõ ra bãi săn ở hướng tây mặt trời lặn. Nếu như tôi đoán không có lầm thì chúng ta không phải là người đi săn. Vậy là gì chứ? Vậy là gì? Là con mồi. Con mồi? Con mồi hả? Hả? Mặc quần áo vào đi. Được. Chạy về phía tây, phía trước có lá cờ Dương, là ra khỏi Trường Sơn. Và sống được tới đó hay không thì phải dựa vào ngươi rồi. Huynh không đi sao? Mặc kệ ta, ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Chạy đi. Tôi tới điểm đích rồi. Các người đã nói nếu tới điểm đích sẽ cho tôi con đường sống mà. Cho tôi thoát khỏi thân bận nô lệ. Các vị công khanh hộ giá theo ta vất vả rồi. Con mồi cuối cùng ngày hôm nay, thiên tử thưởng cho các vị đó, để xem ai sẽ giết được hắn. Nếu như đã hứa có thể thoát khỏi Trường Sanh thì ban nô lệ làm dân thường, đáng lẽ phải cho hắn một con đường sống chứ. Sở Dương Thúc, Thánh Minh quân chủ lấy nhân đức phục thiên hạ, hôm nay săn bắn tàn sát người đã rất vui, nên biết dừng lại đúng lúc đi. Hôm nay săn bắn, thiên tử lệnh ta chấp trưởng quyền, vậy ta ban bố thánh chỉ, ai giết được tiểu nô cuối cùng này thì đại điện tế bá sẽ để cho người đó chủ trì. Ai muốn thể hiện bản lĩnh? À,
Mời Tần Dương bắn mũi tên tiếp theo. Thì ra các người miệng nói đạo đức nhân nghĩa, chẳng qua chỉ vậy thôi. Ngụy Dương không phải là người thích thể hiện, nhưng mà hôm nay thiếu mũi tên của Ngụy Dương là để cho tiện nô này khổ sở dùng dẫy, hay để hắn chết nhẹ nhàng. Ngụy Dương điệp, hôm nay con nhất định phải dứt khoát đi. Chưa. Đại Dương, tên của quân chủ nhà Ngụy trước giờ chỉ bắn kẻ phản bội và hung hăng. Lúc đó thần đã từng cứu nô lệ này ở đại điện, hay để thần tiễn hắn lên đường. Chua. Mận, khanh nhà ta đều quá nhân từ rồi. Trong bãi nước thì nước Ngụy tuy mạnh, nhưng khanh chỉ dựa vào nhân đức thôi, sau này làm sao trở thành lãnh chúa thực sự được. Thay vì để các chư hầu nể khanh, chỉ bằng để các chư hầu sợ khanh. Cuối cùng hắn đã được giải thoát. Chó. Nè, đưa thi thể đem qua đây hết đi, cho cơ tướng quân xem qua, điểm danh cô có con mồi nào lọt lưới không. Mau lên, mau lên, đặt bọn họ cùng một chỗ đi, nhanh lên. Yeah!
ba thứ xương sườn, một lóng cổ họng, ấn đường xuyên nửa thước. Hung thủ là một cao thủ hiệp khách. Không có hình xăm, không phải nô lệ. Nếu con còn coi ta là phụ thân thì con không nên lừa dối ta tự ý hành sự. Mối thù của con tự mình trả. Con không muốn liên lụy tới ai hết. Khốn kiếp. Nhưng xem chút nữa con làm hỏng kế hoạch mọi người đã phải vất vả vạch ra. Ngay cả ai là kẻ thù thật sự con cũng không biết, còn nói gì tới trả thù. Cơ Trình chẳng qua chỉ là đệ tớ đi đầu của Nghệ Thủ Doanh. Nếu như lúc này con giết hắn, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được thủ phạm thực sự đứng phía sau Nghệ Thủ Doanh đâu. Ai là hung thủ chứ? Cơ Trình không phải hung thủ sao? Mọi người còn kế hoạch cái gì? Thù hận chỉ khiến con mù quáng và ngu xuẩn. Con ý mình tài cao nhưng không thể thấy sự ngông cuồng của mình. Dựa vào trò giặc đó của con muốn đối đầu với âm mưu quỷ kế của các chư hầu đó hay sao? Con còn non nớt lắm. Chỉ dựa vào trí thông minh giặc của con nghiệm chứng sự ngu xuẩn của con đã lãng phí những nỗi vất vả cực nhọc bồi dưỡng của ta. Con không xứng đáng có mặt trong kế hoạch này. Không xứng. Kế hoạch gì chứ? Là một nô lệ, sao trên mặt không có hình xăm chứ? Có người đánh tráo rồi. Có một tên nô lệ vẫn còn sống. Mau cho người đi tìm. Hắn ở ngay chỗ chúng ta. Kêu mọi người bỏ mạo sắc xuống, kiểm tra từng người một. Không ngờ là ngươi, Tử Bố. Lâu rồi không gặp. Ta ngàn dặm xa xôi, nhẫn nhục 3 năm, giấu tên đổi họ bán thân làm nô, trong đấu sĩ thập tử nhất sinh tới được chỗ này đều là vì ngày hôm nay che đậy danh tính để mà gặp được ngươi. Đích thân nói với ngươi, ta phản bội Sử Thái Hậu. Cuộc giao dịch này ngươi không thể từ chối. Rốt cuộc là giao dịch gì? Bí mật mà 10 năm ngươi đã muốn tìm kiếm. Chất dài sang bông. Hình thêu hoa mỹ. Tài nghệ tinh xảo như vậy, thật không biết vì ai khanh nào dâng tặng ta đây. Dương Thượng, đây là thợ thêu dệt của nước Ngụy, chỉ dẫn nô lệ và tú nữ dùng sợi tầm núi nuôi trong 1 năm để may bào phục cho thiên tử. Quả nhiên là khanh, trong số 7 nước nói về tài dệt tơ tầm thì nước Ngụy của khanh đúng là xuất chúng nhất rồi. Dương Thượng, lần này tới đây thần còn mang tới gấm vóc thượng hạng tặng cho Dương Thượng. Hả? Được thợ dệt nhà Ngụy đích thân làm chế phẩm lụa thêu, tơ, sợi, lụa, thừng,
cẩu, hoàng lưới, dân gấm đều là thượng phẩm, mong Dương thượng yêu thích. Đáng lẽ để bách chấp sự của khanh tới Lạc Ấp làm điển phụ công của ta, để thợ dệt cùng các tu nữ ở trong Dương cung quốc đô thì có thể làm ra gấm dốc tinh xảo như vậy rồi. Nếu Dương thượng yêu thích thì thợ thêu của thần tặng Dương thượng, vì Dương thượng tận trung tận sức. Được. Nếu như thợ dệt tới của nhà Ngụy ngài làm điển phụ công cho Đại Dương, vậy không phải sau này tất cả tơ tầm gấm dốc mà triều đình mua chỉ có phần của một mình nhà Ngụy ngài thôi sao? Đúng như vậy đó, chỉ nhà Ngụy được lợi, chúng tôi phải làm sao đây? Ngụy Dương ngài biết kinh doanh thiệt đó, ai kêu người ta là đệ của Dương hậu chứ. Trong bảy nước, nước Ngụy đi đầu về ăn mặc, họ có trọng lụa thêu. Nước Ngụy ở trên có Dương tộc, dưới thì có thư dân, họ đều tự hào về gấm dốc. Mấy năm nay, sáu nước còn lại thì tranh nhau bắt chước, nhưng mà trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt và thêu rất phức tạp. Vậy bá tánh và nô lệ của mỗi nước chúng ta đều không biết cách, cho nên rất vất vả. Thần khẩn xin Dương thượng lệnh nước Ngụy công khai kỹ nghệ, chia sẻ cho thiên hạ. Năm sau chúng thần cũng có thể cùng nhau tiến công gấm dốc. Chúng thần cũng muốn Dương thượng yêu thích mà. Đúng đó, đúng đó. Dương thượng Mẫn, xem ra mọi người đều ghen tị khi chỉ có nước khanh thu hoạch tơ lụa. Khanh phải nói ra phương pháp làm cho mọi người cùng nghe, để dập tắt sự phẫn nộ trong lòng của mọi người. Người có điều không biết, giao dịch lụa thêu các nước thịnh vượng đều hưởng lợi từ đó, còn nước Ngụy thần chỉ giỏi về dệt và thêu. Nước Sở có ưu thế trong khu vực, là nước lớn về dâu tầm. Sở Dương Thúc không tiếc cho binh nô làm công nô, đồng ruộng cải tạo thành rừng dâu. Buôn bán tơ sống đã thành ưu thế lũng đoạn của một mình nước Sở. Các nước muốn mua tơ sống đều phải nhìn sắc mặt Sở Dương Thúc ngài để đưa ra giá. Một xe tơ sống 3.000 thù, năm ngoái tăng 5 phần. Gần đây, Sở Dương Thúc đưa tới 500 xe bó tơ, vốn dĩ để cho nhà Ngụy để làm nguyên liệu thêu dệt. Nhưng Sở Dương Thúc lại không gửi, tự ý tăng giá. Ra giá một xe tơ sống 20 kim. 20 kim sao? Dương thượng, Sở Dương dùng mọi cách ép buộc thần chỉ phương pháp, hôm nay càng muốn nhân Dương thượng ép thần nói ra bí quyết. Thúc ấy không muốn tặng gấm dốc thiên thuần, mà chỉ muốn có được phương pháp của nước Ngụy thần, xin Dương thượng minh giám. Tiệc thượng tỵ sắp tới, bảy người các khanh vào ngày thường cũng ít khi tụ họp ha. Vốn tưởng các khanh tới đây trò chuyện cùng với ta, bây giờ xem ra các khanh tới đây chỉ để bàn kinh doanh. Bây giờ bàn không thành mới nghĩ tới Dương thượng đây. Không biết các khanh còn cần Dương thượng ta định đoạt giùm các khanh không? Dương thượng minh giám. Chu Đô ở đất Ngụy, khanh lại là đệ Dương hậu, là người thân cận của quả nhân. Nếu ta không để khanh truyền thụ bí quyết theo lụa, e là các chư hầu sẽ trách móc bổn Dương thiên vị. Dương thượng đã muốn thần lập, thần không dám kháng lệnh. Được, hiểu đại cục. Xem ra bất chấp sự của nhà Ngụy, bổn Dương cũng vô phúc hưởng thụ. Sở Dương, tặng cho khanh đó thấy sao? Thần đây không dám. Được rồi, Ngụy Dương truyền thụ bí quyết thiêu lụa cho các nước, còn ta đem bách chấp sự tặng cho Sở Dương. Nhưng mà cô đi phải coi lại tờ sống của nước Sở khanh. Một xe 5 kim không được tăng thêm xu nào. 500 xe tờ sống gửi ngài tới cho nước Ngụy thế nào?
Xin nghe Dương Thượng. Thật ra mọi người đều nhường một bước, rồi thêm chút hòa giải thì ai nấy đều vui vẻ hết mà. Bổn Dương chủ trì giao dịch tơ tầm cho các khanh ngồi đây, thấy thế nào? Hả? Dương Thượng Thánh Tài. Dương Thượng Thánh Tài. Nhưng mà phải nhớ kỹ, có kỹ thuật rồi, nguyên liệu cũng có rồi. Vào ngày này năm sau, mỗi một các khanh đây đều phải làm như Ngụy Dương, hiến tặng gấm dốc thiên thuần. Gấm dốc thiên thuần này biểu hiện cho sự trung thành của Dương Thất các khanh. Dạ. Hậu công về rồi kìa. Hậu công. Thiện ca ca. Dương Thiện về rồi. Thiện ca ca. Thiện ca ca. Dương Thiện, nè, bạn uống một chút đi. Nè. Như vậy huynh về cả ngày trời rồi nói câu gì đó đi chứ, hả? Đánh rắm một cái cũng được mà, để chúng tôi còn biết là huynh đang thở. Huynh làm vậy là sao? Giận cái gì vậy chứ? Nếu có chuyện gì thì cứ việc nói ra đi. Chúng tôi là bằng hữu của huynh, nói ra mọi người cùng nhau nghĩ cách. Huynh không nói thì thôi, để huynh ấy ở đây đi, chúng ta đi. Tướng quân. Tử bố, trong ấn tượng của ta, ngươi là một tử sĩ trung thành với Sử Thái Hậu. Nhưng mà bây giờ ngươi lại phản bội ông ấy. Ngươi có thể cho ta biết tại sao hay không? Trận chiến Diêm Thành năm xưa, ta bị lộ danh tính, ta xả thân quên mình vì Sử Thái Hậu. Nhưng mà hắn lại bỏ mặc ta. Trong mấy năm nay, ta trốn chui trốn nhủi, phiêu bạt khắp nơi, chịu mọi sự khổ sở. Sử Thái Hậu muốn dứt bỏ nỗi phiền toái là ta, vì vậy ta không còn tin tưởng vào đại nghĩa như trước đây nữa. Ta chỉ muốn vinh hoa phú quý, an hưởng thái bình. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi hay sao? Ta biết rõ cái mà ngài muốn nhất là cái gì. Ta biết rõ ngài vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bộ binh thư đó. Ta biết binh thư đó cất giấu ở chỗ nào. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện của ta thì bộ binh thư sẽ thuộc về ngài. Được lắm. Cái mà ta muốn chỉ có thủ lĩnh của Nghệ Thủ Doanh mới cho ta được thôi. Ta chính là thủ lĩnh của Nghệ Thủ Doanh. Rốt cuộc người muốn thế nào đây? Ta biết là ngài thống lĩnh Nghệ Thủ Doanh, nhưng ngài cũng chỉ là một con rối mà thôi. Ta biết chắc ngài còn một chủ tử tên là Cơ Nguyên Bá. Chỉ khi được gặp ngài ấy, nghe ngài ấy đích thân cam kết với ta đảm bảo an toàn của ta, ta mới nói cho ngài biết tung tích của bình thư. Cơ Nguyên Bá, ngươi biết cũng không ít đâu đúng không? Vậy chắc ngươi cũng nên biết, trước giờ ngài ấy luôn ẩn giấu trong bóng tối, không người nào có thể dễ dàng gặp được ngài ấy hết. Cơ Trình đại nhân, ngài nên xem trước món quà mà ta tặng cho ngài đi.
Có lẽ tới lúc đó ngài sẽ thay đổi ý định, sẽ sắp xếp cho ta gặp Cơ Nguyên Bá. Ngươi muốn gặp ngài ấy như vậy, có lẽ tới lúc ngươi gặp được ngài ấy rồi sẽ cảm thấy hối hận đó. Tâm tư ngài ấy vô cùng khó đoán, sự khủng khiếp của ngài khó mà nói trước. Ngài ấy có thể hiểu thấu nội tâm của mỗi người. Nếu như ngươi có ý đồ gì với ngài, chắc chắn sẽ không thoát được con mắt ngài ấy. Không những có thể lập tức phát hiện, còn có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết.